Xin chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 2 trong 174 sách giáo khoa đại số và giải tích 11. Đề bài số 2 của chúng ta như sau: Tìm đạo hàm cấp 2 của các hàm số sau. Câu A y bằng 1 trên 1 chữ x, câu B y bằng 1 trên căn 1 chữ x, câu C y bằng tan x, câu D y bằng cos bình x. Đầu uh, sau đây thì ta sẽ đi làm từng câu một cụ thể như sau. Đầu tiên ta có câu A y bằng 1 trên 1 chữ x ta lấy đạo hàm được. Đây là có dạng 1 trên V lấy đạo hàm sẽ là trừ V phẩy trên V bình. Tức là ta được trừ V phẩy trừ này. V phẩy tức là lấy đạo hàm của 1 chữ x. Đạo hàm của 1 chữ x là âm 1 thêm dấu trừ đằng trước tức là dương 1 mẫu số bình phương. Tiếp tục đi lấy đạo hàm cấp 2. Cũng là lấy đạo hàm của 1 trên V sẽ bằng trừ V phải trên V bình. Bình phương mẫu số thành mẫu 4 trừ V phải tức là trừ đạo uh, đạo hàm 1 x tất cả mũ 2 ta được 2 nhân 1 x nhân với đạo hàm của 1 x, đạo hàm của 1 x là âm 1, âm 1 với dấu trừ phía trước thành dương. Rút gọn ta được 2 trên 1 x mũ 3 câu B Y bằng 1 trên căn 1 chữ x Lấy đạo hàm lần thứ nhất Ở đây có dạng 1 trên V Lấy đạo hàm sẽ là Trừ V phải trên V bình V bình mẫu số sẽ là Căn 1 chữ x bình phương là 1 chữ x. Còn ta lấy đạo hàm mẫu số như sau. Căn 1 chữ x lấy đạo hàm sẽ được. Đầu tiên ta lấy đạo hàm của 1 chữ x là âm 1. Trên 2 căn 1 chữ x. Như vậy là ta sẽ được trừ trừ thành cộng cộng 1 đúng không? 2 căn 1 chữ x ta đẩy xuống mẫu ta được 2 căn 1 chữ x tất cả mũ 3. Tiếp theo ta tính đạo hàm 2 phẩy. Ta tính đạo hàm 2 phẩy mẫu số bình phương sẽ là 4 nhân căn 1 chữ x mũ 6. Rồi bây giờ ta sẽ uh, Ở đây ta cũng có dạng 1 trên V Sẽ bằng trừ V' phải. V' phải của ta Là đạo hàm của 2 nhân Căn 1 chữ X tất cả mũ 3 Như vậy ta sẽ được Là 2 nhân 3 này Nhân 1 chữ X Nhân 1 trên 2 căn trừ 1 chứ. Trừ 1 trên 2 căn 1 trừ x. Ta thu gọn được gì nhỉ? Trừ với trừ thành cộng. Được chưa? 2 chia 2 là hết. 1 trừ x chia cho căn 1 chữ x ta được căn 1 chữ x 3 này nhân với căn 1 chữ x ta giản ước với căn 1 chữ x ở dưới ta được 4 nhân căn 1 chữ x mũ 5 rồi ta xong ta sang câu C y bằng tan x đạo hàm lần 1 ta được 1 trên cốt bình x ta lại có dạng 1 trên V ta đi đạo hàm Cấp 2 ta được Mẫu số bình phương Cốt mũ 4X Tử số Dấu trừ phía trước này Viết ra cho khỏi quên 2 cốt X Nhân với trừ sin X Giả nước ta được Trừ trừ thành cộng này cốt x giản ước phía dưới ta được 2 sin x trên cốt mũ 3 x. Câu D. Y bằng cốt bình x. Ta đạo hàm lần thứ nhất. Ta được 2 cốt x nhân trừ sin x. Dấu trừ ta đưa ra ngoài. Như vậy ta được trừ sin 2x. Ta lấy đạo hàm lần hạ cấp 2. Ta được trừ 2 nhân cốt 2x.